Mời đàn trai. Ngồi đi em. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, để đây. Rồi, ngồi đây đi em. Chào đàn gái ra nha. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và chào tất cả quý vị và các bạn. Em tên là Lê Văn Nam, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Bao nhiêu tuổi? Em 35 ạ. Hiện tại em đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. À, có doanh nghiệp riêng. Về dạ. Gì Nam? Bên em bán một số sản phẩm giống như giường xếp rồi là xe để hàng. Nói chung là về thương mại. Rồi về thương mại. Dạ. Mời bên đàn gái. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào xin chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Dương, hiện tại em 31 tuổi và đang là quản lý của một chi nhánh trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đoán là em khoảng 23-24, cái này thật lòng nha, chứ chị không nghĩ là 31 vậy, em còn rất là trẻ. Cảm ơn chị. Rồi, mình có thể nói một tí xíu về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình không? Ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng và rất hay quan tâm tới người khác. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Bộ phim đó chiếu vào dịp Tết, có anh Hoài Linh, anh Đan Trường và chị Nguyệt Ánh. Tức là đã từng đi đóng phim? Dạ vâng. À, vậy hả? Dạ. Phim đó là phim gì em? Dạ em không nhớ tên. Diễn viên đóng phim không nhớ tên luôn hả? Đóng phim rồi mà không nhớ tên. Có một phim nhất trong đời chị. Đóng nó một phim đó hả? Dạ. Rồi đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em thì em rất là nóng tính, thẳng tính. Là phụ nữ nhưng mà em lại không thích nấu ăn. Đặc biệt thì rất là ham ăn và ăn rất là nhiều. Không thích nấu ăn? Dạ. Mà thích ăn? Dạ. Thậm chí ăn nhiều? Dạ. Còn ưu điểm nào nữa không? Em rất là hay nứt ướt nè. Nhõng nhẽo, mè nheo. Và đặc biệt là tính cũng còn rất là trẻ con. 31 tuổi mà không thích nấu mà tham ăn. Nói chung là con nít đó đúng không? Ra ngoài ăn được. Rồi còn em sao? Em thì điểm mạnh của em là em tự lập, sống có tình cảm, có hiếu với cha mẹ. Còn điểm yếu của em thì em hơi cầu toàn, giống như em hơi bị chi phối về cảm xúc á. Lâu lâu giống như em xem mấy cái video mà cảm động á, em hay bị lệ rơi. Cũng chia sẻ xíu là trước đây em có đi làm ở nước ngoài cũng gần 10 năm. Em làm nước ngoài 10 năm luôn? Dạ, sau này em về Việt Nam em mới mở công ty riêng ra làm. Em đi nước nào? Em thì làm việc trên một cái du thuyền quốc tế á. Thì cái du thuyền nó sẽ đi lòng vòng tất cả các châu Á. Em đi khá là nhiều nước. Rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có một mối tình chính thức cách đây 10 năm. Mối tình chính thức đó như thế nào? Bọn em quen nhau là qua game audition. Dạ. Là ông xã và xã trong game. Rồi chính thức ra ngoài luôn. Nhưng mà cũng được hơn một năm rồi cũng đứt. Tại vì cái lối sống của bạn đó hơi ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không có hay quan tâm tới người khác. Ủa là sao ông xã trên game là sao em? Dạ bọn em chơi game thì là ghép đôi ở trong game á anh. Dạ. Là kêu ông chuyện... xã bà xã hả? Dạ đúng rồi, gọi là ông xã bà xã. Rồi xong rồi nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi ra ngoài gặp nhau khoảng 2 lần là quyết định là người yêu luôn. Làm người yêu có kêu ông xã bà xã không? Dạ đúng rồi. Cũng kêu luôn? Dạ. Chưa kết hôn mà cũng kêu ông xã bà xã luôn? Dạ đúng rồi anh. Rồi sau bao lâu thì chia tay? Dạ hơn một năm ạ. Hơn một năm? Dạ. Cho nên bây giờ em muốn kiếm một người biết quan tâm, biết chăm sóc người khác. Không có gia trưởng nè. Rồi. Ga lăng. Rồi. Phải có ý chí cầu tiến trong công việc, có bản lĩnh. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì tương xứng với em. Khoảng 1m65-67 gì đó. Dạ, nhìn cũng xem là được. Nói chung nãy giờ em nói bên đây anh thấy sơ sơ anh chưa hỏi. Nhưng khoảng 90% bên đây có rồi đó. Cảm ơn anh. Về bản lĩnh nè ha. Đúng rồi. Về cầu tiến nè ha. Còn lại gia trưởng không biết có hay không thôi. Em cũng đi nước ngoài nhiều nên là cái tư tưởng em cũng cởi mở. Nên là cái gia trưởng thì đối với em nó không. Một thế giới hiện đại ha. Dạ, số hiện đại nó cởi mở, không có gia trưởng. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Dài không? Một mối tình trải qua chừng 4 năm là cái thời mà tụi em có đi làm chung ở nước ngoài á. Sau đó bạn ấy có người thứ ba nên là tụi em cũng chia tay. Sau này em có tìm hiểu thêm một người nữa thì chừng 5-6 tháng em thấy cái quan điểm của hai người nó không có hợp nhau lắm nên là tụi em cũng không đi về đâu. Có 5-6 tháng chưa có kịp yêu đương gì hết á. Còn bạn gái, lý do tại sao một mối tình rất là dài mà mình chia tay 10 mấy năm nay mà mình không tìm được người yêu hả em?
hầu hết là mọi người đều nói là em khó tính, nhưng mà em thì em không thấy vậy. À, người khó tính không bao giờ nhận mình khó tính và nghĩ mình khó tính cả hả chị? Ừ. Vậy thì bây giờ muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là giống giống như anh Quyền Linh ạ. Giống giống như anh Quyền Linh ạ. Chán ghê luôn á chị. Em ơi, sao ăn thế cho anh Quyền Linh? Mai mốt là phải nhờ ban tổ chức là khi mà đăng ký tham gia với là đừng nêu lên mẫu người lý tưởng như anh Quyền Linh. Ủa, tại vì anh cũng phải sống sao chứ, người ta mới nói vậy chứ. Nếu anh sống mà không sao thì đâu người ta nói vậy đúng không em gái? Dạ, chính xác anh. Anh Linh là về cái gọi là về mọi thứ là hoàn hảo rồi. Chị thấy là chẳng như bí đẩy ai bị đẩy vô bí quá. Anh Linh là rất là hoàn hảo trước mắt mọi người rồi. Cũng đem anh Quyền Linh ra, đúng không? Nhưng mà em vẫn thích ảnh. À, em vẫn thật ra là em đã từng gặp anh Quyền Linh ở ngoài đời một lần rồi. Lúc đó anh dẫn chương trình ở gần nhà em á. Như vậy là mình cũng có duyên hôm nay gặp lại ở đây ha. Dạ. Còn yêu cầu của em thế nào em thông báo cho bà mối biết đi coi được không? Nói chung là ngoại hình dễ nhìn xíu. Biết quan tâm chăm sóc gia đình. Anh quay nhìn em nè. Không qua cửa này được là không qua gặp bên kia đâu. Chị Nam Thư quá xinh. Cảm ơn anh. Anh trải qua hai mối tình rồi đúng không? Có một mối tình dài. Dài khoảng 4 năm. Tức là nếu mà một người đã đi cùng với mình trên cái hành trình 4 năm đó, hầu như là ngày nào cũng tiếp xúc đúng không anh? Dạ đúng. Vậy thì tại sao nó lại đổ vỡ? Có một cái quan điểm gọi là khác tôn giáo, sau này làm cho cái tư tưởng bạn đó say nắng một người khác. Vậy chúng em chia tay. Anh có rút được kinh nghiệm gì sau hai cái cuộc tình mà anh đã đổ vỡ không? Thì em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn. Là cố gắng để chăm sóc nhiều hơn. Và mình sẽ tạo được cái niềm tin và sự an toàn cho bạn. Chính xác. Phụ nữ cần nhất hai điều: niềm tin, an toàn nha. Em, chị thấy là được đó. Nhìn ảnh hết sức là trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ. Cảm giác hết sức là an toàn. Để coi rồi. Cái mắt đàn gái cái đó. Em không muốn coi. Để anh coi trước coi sao nha. Đây, đàn gái đây. Xinh. Xinh. Bước qua một bên. Ồ, vậy hả? Xinh như một mặt. Xinh cũng phải bước qua một bên. Rồi, bước. Dạ, cho anh. Cũng xinh. Xinh. Trắng thấy không? Trắng trẻo ha, dễ thương. Nhưng vấn đề còn lại thế này nè. Một cái người mà gọi là đàn ông mà quá bản lĩnh như thế thì mình có sợ mình gọi là mình thua thiệt người ta không? Dạ không. Bản lĩnh như vậy thì sẽ chăm sóc là bờ vai vững chắc cho em. Đúng. Nhưng mà nếu như vậy thì có ghen không? Chưa biết nữa anh. Không có phụ nữ nào không ghen hết. Tùy theo lúc nào mới ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai bên gặp mặt đi. Đại diện đàn gái đi. Em đi với chị dâu của em ạ. Chào đàn gái nhà Minh. Chào đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư và chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em thì thấy bên bạn nam này thì ok đó, được đó. Mong là hai người cho nhau cơ hội để mà hẹn hò, tìm hiểu nhau. Được là đường sao? Đẹp. Đẹp trai nè, cao to nè, có việc làm ổn định. Thấy cũng tình cảm á, cũng quan tâm á. Vậy ủng hộ ha. Dạ. Rồi, cảm ơn đàn gái. Cảm ơn chị. Trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và anh trai. Dạ, dạ, chào bác. Chào anh trai. Dạ. Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, Vui Tín. Chào cô Nam Thư. Dạ. Cô là mẹ của Nam. Cô thấy là cháu gái bên này cũng được. Cũng mong là hai cháu cho nhau cơ hội. Có phải làm dâu không? Dạ, dạ thì không phải làm dâu ạ. Mà thích làm dâu được không? Thì cũng thích làm dâu thì làm, mà không thì cũng được. Dễ quá. Dạ. Dạ. Rất là dễ. Buông dâu mà gặp vợ chồng vậy cũng dễ thương. Dạ. Dạ, hiện tại thì em thì đã có mua nhà riêng rồi. À, có nhà riêng hả? Còn mẹ thì sống với anh. Hay quá. Dạ. Vậy là khỏe rồi đó. Khỏe. Thôi, mình mở cái rào ra cho hai đứa gặp mặt đi dạ, nha. Dạ, đúng rồi. Dạ, mở bây giờ rào. Xin mở rào. Chào bạn. Mình có món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Cái món quà này là em đã mang về trong một chuyến lang thang đi du lịch bụi ạ. Em mong là anh sẽ vừa nó. Anh có thể mở ra không? Dạ, có. Cái
hình này là cái bản chữ cái của bên Lào ạ. À. Em mới đi phượt hồi Tết vừa rồi. Khá là đẹp. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, để anh bạn đi em. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện ha. Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Thứ nhất là sau này khi mà anh có vợ rồi á, nếu như vợ anh không đi làm thì anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể nuôi được gia đình gồm có hai vợ chồng này và hai đứa con, và bên cạnh đó là chăm lo cho bố mẹ bên nội bên ngoại, tức là hàng tháng mình phải gửi tiền về cho bố mẹ tiền á. Hiện tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được. Còn trong cuộc sống sau này thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình. Còn câu hỏi thứ hai, em là người rất thích đi du lịch, và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến, hoặc có thể hơn. Thì không biết sau này, ví dụ như mà em lấy anh á, thì có gia đình, có con rồi, nhưng mà em vẫn muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không? Tại vì có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi á, thì người chồng muốn người vợ là phải ở nhà chăm con, hay là chăm sóc cho gia đình, là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy. Thì em không có đồng ý với cái quan điểm như thế. Đi du lịch anh cũng rất thích, tại vì anh đi du lịch nhiều mà. Cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm. Tức là cái khả năng tài chính của mình, muốn đi được nước nào đó thì mình sẽ cùng nhau đi. Và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình. Em chia sẻ thêm chút xíu nha. Ở Việt Nam mình thì em đi gần như là hết rồi. Chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi. Còn ở Đông Nam Á thì em cũng đi khá khá. Và châu Á thì em cũng đi được vài nước. Thì sau này em mà đi á, thì em chắc chắn là em sẽ đi những nước tiên tiến hơn. Châu Âu. Châu Âu. Dạ đúng rồi. Châu Mỹ. Dạ, châu Phi. Dạ chính xác. Thì nó tùy thuộc vào cái tài chính, tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó. Nếu giờ mình mà không có đáp ứng được đủ để đi tới châu Âu á, thì mình đi dần dần nó tới vậy. Cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể tài trợ được cho em đi những chuyến châu Âu, châu Mỹ là xa hơi không? Cái đó thì nó còn một cái chặng đường dài đó. Nếu kẹt mà chưa đi được ba châu đó là tạm thời mình đi châu Đốc trước đi. Đi châu Đốc trước đi. Thì từ từ tới mấy châu kia. Ví dụ em đi là em muốn đi một mình, hay là em muốn đi với ảnh, cả gia đình cùng đi, hay là cái sở thích của em là sẽ phải đi một mình thôi? Tất nhiên là em muốn đi ít nhất là phải hai mình rồi. Dạ. Còn nhiều hơn là cả gia đình thì càng tốt. Vậy thì quá dễ đúng không anh? Anh muốn còn chưa được nữa. Cũng khó lắm á. Nó phải tùy thuộc vào công việc, tùy thuộc vào kinh tế, rồi thời gian, rồi công việc nó có liên quan đến không nữa. Một người đi, một người bận rồi sao? Ví dụ như mà anh bận quá, nhưng mà em vẫn muốn đi, em có thể tự đi một mình luôn, anh có đồng ý không? Cũng không sao. Nếu như mà em cảm thấy vui, anh cũng ủng hộ thôi. Anh nói ở đây là trước rất là nhiều người làm chứng cho em về cái vấn đề anh nói nha. Anh hiểu. Nếu mà một tổ ấm mà khi mà em đi chơi một mình mà em cảm thấy vui, mà cảm thấy hạnh phúc thì không sao, nó là chuyện bình thường thôi. Dạ. Hy vọng là anh sẽ làm được những điều như anh nói. Thôi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Trước khi bấm nút, bạn có muốn tặng bạn gái một món quà về tinh thần nào không bạn trai? Em có thể đọc mấy câu thơ được không? Đọc đi em. Hai chúng ta chưa bao giờ hò hẹn, nhưng chương trình đã chấp lối đi chung. Vẫn có câu thuyền quyến sánh anh hùng, trên mạng ảo nhưng chân tình và rung động. Đến với anh em là lẽ sống, sẽ em đềm nơi cánh cổng tình yêu. Mang đắm say thả khắp dòng sông chiều, quả chín ngọt cho dìu tình no gió. Bấm nút nha em người bên kia bé nhỏ, đưa nhau về ta sẽ có mùa xuân. Ok. Hay quá. Mình phải sống thật bằng con tim của mình, không rung động, không cần bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Trời ơi. Mẹ. Tôi cũng hồi hộp. Thôi, bớt khó. 10 năm rồi chưa yêu ai, mở cửa trái tim đi nha. Nắm tay nhau nè. Coi như những cái gì chúng ta đang chia sẻ là chúng ta đang hướng đến châu Phi, châu Mỹ, châu Âu gì đó. Nếu cuối cùng chúng ta quay về châu Đốc cũng không sao.
miễn có Châu là được ha. Và không thể thiếu một cái nụ hôn đầu tiên. Dạ, để sau nha anh. Đó dạ là quy định chương trình. Được không em? Dạ không. Em muốn khất lời sau nè. Để anh hôn tay. Vậy thì ta có thể bấm nút lại. Thôi để em hôn tay. Đó là quy định của chương trình rồi. Em hôn nhá. Không được. Dạ không. Chỉ là một cái hôn má nhẹ nhàng thôi, em cũng không hả? Dạ không. Em có quyền, em có muốn bấm nút lại không? Dạ không. Một nụ hôn trên má nó không là gì hết cô bé à. À trời ơi, thế kỷ thời đại nào rồi, có gì đâu mà ngại. Trời ơi, yêu thương thật sự hoặc là có cảm xúc với nhau thì như anh Quyền Linh nói, không vấn đề gì cả. Rồi. Ở đây á, anh phân tích cho tụi em biết, tụi em hôn thì cũng ai sướng gì đâu. Tụi em là người sướng thôi. Nhưng tụi anh muốn á là mình chứng minh rằng cái nút bấm đó từ trái tim và những cái gì tụi em nói rất là chân thành. Và cái nụ hôn nhẹ nhàng ấy, nó chứng minh cho cái tình cảm ban đầu mà các bạn có thể có duyên có phận với nhau. Bớt khó chút đi nha. Rồi mình đi châu Phi, qua châu Âu còn hôn nhau nhiều hơn nữa. Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn, có thể đi xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng, được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Ủa, rời khỏi thế giới này rồi mình đi đâu anh? Mình sẽ đi về đâu ạ? Đi về nơi mà anh sẽ dắt em đi. Nhưng mà anh có thể cho em biết được là nơi anh dắt em đi sẽ là nơi nào không ạ? 1+1=3. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kyoei Thép Xây Dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép đã đồng hành cùng với chương trình. Thôi mời nhà ta giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em. Thế giới bên kia nó khác nha. Tôi tên là Yên. Tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng ha em ha. Cảm ơn. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, dạ. Người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính, nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười, nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy tôi. Giống... Thấy anh có vẻ khách sáo quá. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em, em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Và người ta thường nói là hát hay không bằng hay hát. Đúng rồi. Nhưng tới đây em cũng chuẩn bị một bài hát để gửi tặng anh bên kia và cùng quý vị khán giả. Bắt đầu. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn, và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng em, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Rồi, hay rồi. Cảm ơn em. Và em cũng hy vọng rằng cô gái ấy không phải đến từ hôm qua, mà sẽ là hôm nay, ngày mai của ngày mai nữa ạ. Rồi. Bây giờ bên kia cô gái đến từ hôm qua. Dạ. Mình đến từ hôm nào? Mình muốn tôi phát biểu là tôi đến từ hôm nào? Tôi đến từ nơi vô định. Tại trời vì, ơi. Đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Đâu ai biết tôi là ai cho tới khi tôi thể hiện được mình.
Kinh khủng quá, kinh khủng quá. Trời ơi, tôi tò mò quá à. Tôi đến từ vô định đó. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á, cũng như là nó vật vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm. Hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì đã quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ tự họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Vậy hả? Vậy thì trong những cái mối tình đó thì cái mối tình nào nó sâu đậm nhất trong cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu biết yêu á? Tôi không cần biết mối tình nào sâu đậm cả. Tôi chỉ biết đó là mối tình thôi. Tôi có nhớ một câu chuyện đầu tiên của tôi thì mặc dù không có để lại ấn tượng gì nhiều nhưng mà điều đó mỗi lần tôi nghĩ đến tôi lại cảm thấy rất là thích thú. Mối tình đầu tiên? Vâng. Không đọng lại mà mình lại chia tay. Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại trong những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn và phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp không được như mình mong đợi. Thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, bạn có một cái mong muốn gì? Ở một người khác phái phải không chị? Đương nhiên là cái bạn gái bên đây rồi. Dạ. Không lẽ người chung phái? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước. Còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang take care cho bạn mà. Vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi. Tình hình bên đây có gì là lạ không? Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống ở thế kỷ nào. Dạ, em cũng đang là phân vân. Mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ, em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á, là lúc đó em quen nhau được 4 năm, lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ. Hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn tôn cái... giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ, em đạo Thiên Chúa giáo. Tôi cùng đạo với cô ấy. Vậy là cùng đạo rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai ngồi bên kia? Em cảm nhận bạn trai bên kia là một người khá là hài hước, thú vị. Những câu chuyện của bạn đó khiến cho người ta phải liên tưởng tới nhiều thứ xuyên qua không gian và thời gian. Tôi thích gặp bạn vào buổi tối mờ mờ ảo ảo đó. Còn cái chuyện tôi nghe, tôi thích lắm. Em muốn có một cái mối tình sắp tới, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trước tiên á, là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng, không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không ạ? Xin mời. Em ơi, em nói rằng em không thích, có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống.
Thì quay lại với câu hỏi của anh, thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây á là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, ừ anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ? Anh biết, nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào, đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời dạ đúng dạ, em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. À. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng đó. À, dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi chứ tôi còn không biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ em đi với em gái của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì... Mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui. Cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? Tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Vậy à? Độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại à? Mở rào. Anh, em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Oh. Cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. À, em cảm ơn anh ạ. À. Ừ. À, em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. À. Em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Như anh thấy đó, trong này hoàn toàn trống hết, chưa có gì hết. Cảm ơn em. Và em hy vọng là trong thời gian tới anh và em chúng ta cùng lấp đầy cái khoảng trống này bằng những cái bức ảnh lưu lại những kỷ niệm khoảnh khắc của chúng ta. Cảm ơn em. Và sau đó chúng mình sẽ sang một cuốn album đặc biệt hơn. Vâng. Cảm ơn em. Dạ. Anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? À, mẫu người lý tưởng của anh thì phải qua thời gian mới biết được. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Tại anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Thì vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên á là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em, để mà lúc mà mình đi á thì cũng tự tin để mà bước đi hơn. Cảm ơn em. Anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em á thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm, mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có, cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Như chẳng hạn như là anh với em, mình cùng dành thời gian nhau, dành thời gian để đến chương trình này, để tham gia chương trình này, thì em nghĩ đó cũng là một điều hạnh phúc.
gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng, là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ. À, em có biết cách giữ lửa tình yêu không? Dạ, cái này cũng khó để mà nói. Nhưng mà nếu mà một người phụ nữ muốn làm cho cuộc sống của mình ngày càng đơm hoa, kết trái, thì em nghĩ là ai cũng có một cái cách của riêng mình. Nhưng mà cái cách của riêng em thì em lại thích dùng những cái món ăn tình cảm ấm áp trong gia đình. Ví dụ như là khi em có thời gian rảnh, em sẽ dành thời gian để nấu ăn và thưởng thức với cả người thân. Đó rồi là em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Hồi nãy, quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế, gặp anh thì hơi sống trên mây ha, nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Khó lắm em. Đủ em đưa người ta 100.000, em nói 10 triệu sao người ta chịu. Đúng là nói chung là nó hơi khó tưởng tượng. Nhưng mà em cảm nhận được cái sự chân thật của anh, ở bên trong của anh, thì em nghĩ là thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Nếu mà em không cảm thấy bất kỳ áp lực gì trong cuộc sống, nếu em đang lây hoay, em đang tìm một cái lối thoát trong cuộc sống đó, thì hãy đến với anh. Anh sẽ đưa em, anh sẽ nâng niu em, tránh xa khỏi những cái vết xe đổ của người đi trước. Chúng ta có thể cùng nhau, chúng ta làm được một việc gì đó. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Ủa, rời khỏi thế giới này rồi mình đi đâu anh? Mình sẽ đi về đâu ạ? Đi về nơi mà anh sẽ dắt em đi. Nhưng mà anh có thể cho em biết được là nơi anh dắt em đi sẽ là nơi nào không ạ? 1+1=3. Vậy em không có quyền được cả. Tức là anh nói gì là em phải nghe theo. Không. Tức là cái điều đó không phải là cái sự áp đặt, nhưng mà chỉ là một cách. Có nghĩa là nhiều khi là em mất định hướng trong thế giới này, em không biết phải làm gì cả. Anh chỉ đến đó, anh ngồi đó và anh nói một điều gì đó. Rồi em cảm thấy rằng điều này nó mới lạ hay như thế nào đó, rồi em tự nhiên là trong cảm xúc em muốn làm như vậy, chứ không anh không hề bắt buộc em. Thế giới khác là thế giới nào vậy em? Thế giới em có thể đưa anh tới đó một chút xíu chơi được không? Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1+1=3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm một cái bế tắc, tức là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc, có đọc nhiều không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi. Tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, dạ. Điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cùng một trí tưởng tượng, cái dàn xuống là dàn lên. Đó là tinh vịt, người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự bay bổng. Điều đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết, đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh, tại vì anh nghĩ là rất là khó khó cho em khi gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. Không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ, nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng
từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị, có một cái gì đó nó trải nghiệm mới. Mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi, thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng tôi chỉ là tôi ngưỡng mộ em về cách em sống ở thực tế này nọ. Có nghĩa là một cuộc sống giống như là em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều nó khá là chung chung. Thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trên thế giới này, tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có gì vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3 Rồi. Đứng lên em. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè ngăn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Có gì em chỉ anh được không? Không, em biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Okay. Tung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời, trời. Bà gu bạn sao nè? Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Chào, chi tiền cho em đi, chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây? Mỹ Tho, Tiền Giang anh. Mỹ Tho, Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Wow. Ồ, vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được, được, được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo. Ôi, yêu xa không chịu. Gì vậy, gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng nhưng rồi. Nhưng mà bây giờ có một câu khẳng định lại. Tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó, giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ hòa đồng. Em được em không hút thuốc gì. Không hút thuốc. Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu nhậu chơi chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối. Là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi. Còn điểm yếu của em á thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, thì em nấu mình em ăn, mà em ăn cũng dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Vì chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm mà chị. Ở nhà là chỉ có đồ một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Cái mẹ em đi lỡ nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai, chứ em khóc, em chạy cắm tổng cổ em chạy đám khóc. Cái tới giờ mà em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là cứ như cũng kiểu như mớ chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi. Chứ ma nào sợ em. Không, ít em lắm kể vậy. Câu chuyện em mớ mà làm cho người ta nhớ đi. Tối em ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện, nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nằm em nằm nói luôn hả? Dạ. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị, ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á. Em hát nhiều quá. Mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa,
Em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ, cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tao hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. Ai kể lại cho em nghe? Mẹ em. Còn em nè? Em biết chụp ảnh. Chụp hình? Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Nếu phải chịu em chứ, nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok em. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt rồi về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Ừ. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời, nhỏ này cũng nặng thẳng thắn thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ. Em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó. Mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo độ đẹp trai. Được à, cô này. Được. Được mà à. Bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật gật, nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi, để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè à. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện. Có thể biết. Quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu ạ. Ví dụ như là em không hút thuốc này. Em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn tình đường sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27. Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mình chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá ha. Quá trời luôn á. Em hay sợ những con vịt mà bò sát, ví dụ như là rắn là dân ở vùng gọi là vùng lũ á, nhưng mà thực sự là em không biết bơi. Chưa bao giờ tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi. Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tính hay quên ạ, nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc rồi. Suốt cuộc đời luôn ha. Dạ. Chết rồi. Giống mẹ thôi, giống mẹ thôi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Ừ, đâu, nhắc là anh ơi, tháng này chưa đưa lương nữa nha, là ví dụ vậy rồi. Anh ơi. Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi. Anh ơi chưa giặt đồ anh ơi. Anh ơi con chưa bú anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em? Em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok. Trời ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh. Cái nấm lùm. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em cần có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay dạ, quên, bên nào cũng muốn có người nhắc. Dạ. Rồi tình trường thế nào? Em trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm thì trong một chuyến đi chơi em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Có người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không.
Sau thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi, mối tình cuối cùng hơn 4 tháng, cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tính tới mà chia tay. Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại em để... Em lắp cho chỗ trống em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời cho đó. Nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi. Hả? Chị Tùng. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó, nó hơi buồn buồn. Dạ, buồn. Thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc, và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm được gì á thì mình quá chu toàn, rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật một sự, câu ông thật nói sự, mà không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó cũng sự. Là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình, nói chậm lại, từ tốn và kiểm soát lời mình. Bình tâm lại không gì hết. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì đó, thấy chưa? Ổn. Dạ. Thực sự là em rất là cảm xúc ạ, nên chị biết, chị biết cảm xúc thì có thể là hơi hơi bị kích động xíu. Ủa, trong người không, nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Dạ. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ em thì được 2 mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm. Dạ. Trong lúc làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á. Nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Thế là em quyết định em xuất viện em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé nó cũng là có quen một người khác. Rồi. Trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như bên đạo á chị, mà không có giấu, mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà đó là cái dạng như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. Hai mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một mối. Đây, trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hạp nên dừng. Crush. Crush đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn, hết vía. Lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trụ 8 năm luôn. Quen đường thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà tình cảm tôi học trò mà bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác tà lưa hả cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài rồi xong đường. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn đi. Rồi, tiếp. Là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị. Những cái mối tình tao và những cái người quen sao nó ngắn mấy, vậy nè. Mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm. À. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn á em. Rồi. Thì bạn nam tỏ tình với em, cái em mới thấy là cũng được. Xong rồi cái sáng hôm sau em mới thấy con thấy kỳ kỳ quá, thấy tụt mút quá. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. Vậy là gọi là một mối tình đó ha em. Trời tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Thôi. Trời ơi, tôi nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi đó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy?
Gì rờ vô tính xấu người ta mới biết. Rờ vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi, thì cũng dùng dần được khoảng một năm, một hạt rồi mới chia tay. Em lóc Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau, à hồi nãy anh có nghe đó. Tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Mà lúc đó mà em không có make up. Xong cái anh chạy một cái voucher ăn một triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh, cái ảnh mới nói trời Minh sao em nhìn khác quá vậy. Ồ rồi sao ảnh cưới em? Bắt đầu cũng ngồi tích, ồ cũng đẹp trai nè, ồ cũng có mấy việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè đó, thì cũng rớ vô rồi. Yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về cái ảnh phì ra, mập ra thì hết xấu trai quá rồi. Thì hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn rồi. Cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu anh rồi, mình nên buông nhau đi. À dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ ba thôi đó chị Tường, còn mấy kia là nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm, từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên vậy nè. Xô hết như con công nó xòe đuôi ra vậy đó. Rồi lê 12 mối tình, nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp, đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa? Tại họ kêu là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em, nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ giờ là phải kiếm lên trên. Hay bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn, không được chị giải tán hai bên này luôn cho rồi. Chứ mất công rồi chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi thiệt á. Bữa nay là bên đàn gái nghe tình nhân vật rất là nguy hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái nào thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Em bù rồi được. Để coi hôm nay bù được không. Còn nha. Á, thiệt chứ bộ, nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá, cười luôn. Quá vui. Rồi. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Mà chết chà, nhưng nấu. Hơi bị sái không sái rồi. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học là... luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tư ở người con gái không? Em không thích bạn gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện bà tám á. Dạ. Rồi, không xăm. Dễ nhìn xíu là được rồi. À. Dễ nhìn xíu là được. Không biết tôn trọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cao. Chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À đi như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ mà. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có thành công. Lời nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi, rồi phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. Đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đang dịch rồi chị, tạm thời pending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm, mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Chứ là vui tính là cô bé này, quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. Không thể nào không, buồn. Nhưng mà sao có nụ cười đó là toát mồ hôi hột đó em, căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Căng lắm, thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè. Nắm lùn thích yêu sao nắm lùn? Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em cưng biết nấu ăn không?
Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, ok, đồng ý. Có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Thôi gì kỳ vậy? Ừ. Sao bữa nay ca khó không vậy? Sao tại vì em không thích người tiền nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thật sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung. Và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng rồi. Em dùng rõ ràng. Quỷ đen là nó ghê lắm. Quỷ đen là, quỷ đen là nguy hiểm lắm. Đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý vậy chú? Tía. À tía. Dạ, chào tía. Dạ, tía, hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi tía có suy nghĩ sao nè, tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Úc Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi, đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên nắm lùng phải không? Dạ. Rồi. Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, Dạ. Mình mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Yeah. Mở cửa trái tim. Wow. Trời, làm liền luôn hả? Quà tặng em. Nhìn gọn lẹ quá. Anh thì không biết lựa màu thôi, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh sẽ dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Đúng là anh chàng thợ sửa ô tô. Nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác. Đó, nhanh gọn lẹ liền. Chưa kịp hỏi cảm xúc anh, luôn. Anh nói quỵt tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không? Chưa mở, chưa biết. Mở đi. Còn bà làm gì bà thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó, thích không? Màu cam. Em thích đỏ cơ. Nhưng mà hơi cảm ơn anh. Đỏ cam ấy. Vậy bữa anh mua cho cây khác. À. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy sao? Anh này đẹp trai. Anh này đẹp trai, trời ơi, nhỏ này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá. Cứng là cái gì cứng? Mới vô ảnh tặng quà ảnh làm liền rồi ảnh nói luôn. Sao vậy, em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ, em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ à, muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà khó không? Chịu quá à, thì ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Nè nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Bạn gái dễ thương. Dễ thương quá hả? Có xao xuyến chút nào chưa? Dung. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ đầu bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen, làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi bà em luôn. Khó quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm lùng? Sao nè? Cảm xúc của em như thế nào? Đang đọc chữ. Dạ, em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Có chữ nghĩa nè. Dạ. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là hay đúng không? Tạo cho em cái cảm tình. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý, mạnh mẽ lên. Muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa, yêu nhau mà đừng dính nhau? Nó chán à. Theo em thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Nè nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu không Quý? Giống Quý.
Em nói đi. Quý hoang mang lắm. Bé hỏi nó trả lời xong đang... Quý chưa hiểu gì luôn. Rồi Tiên. Dạ, quan điểm tình trong tình yêu của em là còn một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng, kiểu như là yêu ai chỉ một người thôi, khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ, em muốn hỏi thầy giáo. Rồi, hỏi thầy giáo mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Về điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm á. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận, không có ý kiến của mình là chủ đạo ạ. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Là không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người con cả đầu á, nên thực sự là cái vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép. Con trai trưởng. Bà nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan, hiền và lễ phép. Cho em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mọi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Ủa? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói vui, là có duyên là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng, còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó, cái ý kiến người thân của mình nó có hơi xáo trộn một chút. Xáo đúng trộn. Không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh Quý, bởi vì anh Quý đã tặng xong cho em. Nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì. Em đồng ý cho anh Quý tại đây không? Được. Tặng em rồi, muốn làm gì em làm. Quý đi, tặng em rồi. Trời, bà tặng quà mà bà đứng đó. Anh Quý bà sàn cái sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Bà hạ tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung. Dung hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một Nhật. Cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào anh đi làm? Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy đâu đi trời. Đây nè, trời ba cái bát bò luôn. Trời đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có 6 tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự bút hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu hả? À. Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả hai đứa còn luôn. Còn em hả? Thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Ờ, thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á, sẽ trả luôn cả tiền phòng cho em. Ủa, là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng thì tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ chung anh mới trả tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem, để quên cái bóp rồi. Thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. Coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần thôi chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em quan mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bách bo luôn mà em quan mang vậy? Dạ. Rồi mời nắm lùng. Nắm lùng. Dễ thương à. Em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh à. Riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nha. Coi phần quà nhỏ là cái gì. Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Qua nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái đạt nhà gái hướng dẫn đi. Rồi. Em thử cảm xúc cho bạn nắm tay được á. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây cảm xúc như thế nào. Lạnh. Ừ rung lắm em. Máy lạnh. Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi, quay qua bên phải, nắm rồi, tay bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng. Anh lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu sát đánh à. Tình yêu sát đánh hả?
Đánh ai thì chưa biết nha, ghê nha. Dạ. Quý nè, Quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung nhảy hoài. Dung quá. Nói gì không, hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. À, bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta ấy. Nè, anh cứ rung lên. Ổn, rồi. Lấy nắm luôn. Tại không à, tính em hay cười vậy. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à, hợp với Út Quý à. Nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Út Quý á. Nhìn anh mắc cười lắm à? Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ. Dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi, về chỗ, hết giờ rồi đó. Bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 à, em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Anh thì không biết lựa màu cho, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Bấm. Có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em? Ờ, tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. À, như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút. Nhưng mà hai chàng trai đều bấm được chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cây anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em.